Sống chết mặc bay, truyện ngắn của Phạm Duy Tốn. Gần một giờ đêm, trời mưa tầm tã, nước sông Nhị Hà lên to quá. Khúc đê làng thuộc phụ xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất. Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn. Kẻ thì thuộng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bị bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân. Người nào người nấy lướt thướt như chuột lột, tình cảnh trông thật là thảm. Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người sao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tã chút xuống, dưới sông thì nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi, sức người khó lòng địch nổi với sức trời, thế đê không sao cự lại với thế nước. Lo thay, nguy thay, khúc đê này hỏng mất. Ấy lũ con dân đen chân lắm tay bùn, chăm lo nghìn sợ, đem thân hèn yếu mà chống với mưa to nước lớn, để bảo thủ lấy tính mạng gia tài. Thế thời quan cha mẹ ở đâu? Thưa rằng, đang ở trong đình kia, cách đó chừng 400-500 thước. Đình ấy cũng ở trên mặt đê, nhưng cao mà vững chãi, dẫu nước to thế nữa cũng không việc gì. Trên đình, đèn thắp sáng trưng, nhà lệ, lính tráng, kẻ hầu người hạ đi lại rộn ràng. Trên sập, mới kề ở gian giữa, có một mình quan phụ mẫu, uy nghi chễm chệ ngồi, tay trái dựa gối xếp, chân phải duỗi thẳng ra, để cho tên người nhà quỳ ở dưới đất mà gãi. Một tên lính lệ đứng bên, cầm cái quạt lông, chốc chốc lại phe phẩy. Tên nữa đứng khoanh tay trực hầu điếu đóm bên cạnh ngài, mé tay trái bát yến hấp đường phèn để trong khay thảm. Khói bay nghi ngút, tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngàn bạc đây những trầu vàng, cau đậu, rễ tía hai bên, nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào chuôi dao ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tay, ví thuốc, quản bút, tăm bông, trông mà thích mắt. Chung quanh sập, bắc bốn ghế mây, bắt đầu từ phía hữu quan thì có thầy đề, rồi lần lượt đến thầy đội nhất, thầy thông nhì, sau hết giám phía tay tả ngài, thì đến chánh tổng sở tại cũng ngồi hầu bài. Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tịch mịch, nghiêm trang lắm. Trừ quan phụ mẫu ra, mọi người không ai dám to tiếng. So với cảnh trăm họ đang lấm láp, gội gió tắm mưa như đàn sâu lũ kiến ở trên đê, thời ở trong đình rất là nhàn nhã, đường bệ nguy nga, nào quan ngồi trên, nào nha ngồi dưới, người nhà lính lệ khoanh tay sắp hàng, nghi vệ tôn nghiêm như thần như thánh. Thỉnh thoảng nghe tiếng phụ mẫu gọi điếu mày, tiếng tên lính hầu thưa dạ, tiếng thầy đệ hỏi bẩm bốc, tiếng quan lớn truyền u, kẻ này bát sách ăn, người kia thất văn phỏng. Lúc mau lúc khoan, ung dung êm ái, khi cười khi nói, vui vẻ dịu dàng, thật là tôn kính, xứng đáng với một vị phúc tinh. Ấy đó, quan phụ mẫu cùng với nha lại đương vui cuộc tổ tôm trong đình ấy. Ngài mà còn dở ván bài hoặc chưa hết thì dầu trời đất long lở, đê vỡ, dân trôi, ngài cũng thay kệ. Ôi, 120 lá bài đen đỏ, có cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế? Này, này đê vỡ mặt đê, nước sông dù nguy, không bằng được bài cao thấp. Đứng trên đê mà đốc kẻ cắm cừ, người đổ đất, nắm lỗi lầm than, sao bằng ngồi trong đình đã sẵn kẻ bộc nọc, người chia bài nhiều đường thú vị. Than ôi, cứ như cách quan ngồi ung dung như vậy,
mà hai bên tả hữu nha lại nghiêm trang, lính hầu rầm rập, thì đố ai bảo rằng gần đó có sự nguy hiểm to, sắp sinh ra một cảnh nghìn sầu muôn thảm, trừ những kẻ lòng lang dạ thú, còn ai nghĩ đến mà chẳng động tâm, thương xót đồng bào huyết mạch. Mặc dân chẳng dân thời chớ, con bài ngon há nỡ bỏ hoài ru, quan lời ngài ăn ngài đánh, người hầu kẻ hạ vâng. Sướng bao nhiêu, thích bao nhiêu, lúc quan hạ ván bài ù, ai lại người chẳng ngợi khen tấm tắc. Một nước bài cao bằng mấy mươi đê lở, ruộng ngập, vậy mà không hiểu thật là trời phàm. Quan lớn ù thông, người đầu cánh, kẻ cuối tay, tranh nhau vô bài để quan lớn rõ ràng. Mình có đôi không dám phỏng qua mặt, hèn chi mà quan chẳng ù luôn. Quan ù ấy là hạnh phúc. Khi đó, ván bài quan đã chờ rồi, ngày xơi bát yến vừa xong, ngồi khảnh vuốt râu rung đùi, mắt đang mải trong đĩa nọc. Bỗng nghe ngoài xa tiếng kêu vang dậy trời đất, mọi người đều giật nảy mình, duy quan vẫn điềm nhiên, chỉ lăm le chờ người ta bốc trúng quân mình chờ mà hạ, vì ngài sắp ù to. Có người khẽ nói, bẩm dễ có khi đê vỡ. Ngài cau mặt gắt rằng, mặc kệ. Rồi ngồi xếp bài lại, quay gối dựa sang bên tay phải, nghiêng mình bảo thầy đề lại, có ăn không thì bốc chứ. Thầy đề vội vàng, dạ bẩm bốc. Vừa lúc đó thì tiếng người kêu rầm rĩ, càng nghe càng lớn, lại có tiếng ồn ào như thác chảy xiết, rồi lại có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía. Bây giờ ai nấy trong đình đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào, thở không ra hơi. Bẩm, quan lớn, đê vỡ mất rồi. Đê vỡ rồi, đê vỡ rồi. Thời ông cắt cổ chúng mày, có biết không? Lính đâu? Sao bày dám để cho nó chạy sầm sọc vào đây như vậy? Không còn có phép tắc gì nữa à? Dạ, bẩm, đuổi cổ nó ra. Ngoảnh mặt lại, hỏi thầy đề, thầy bốc quân gì thế? Dạ, bẩm, con chưa bốc. Thì bốc đi chứ. Thầy đề tay run cầm cập, thò vào đĩa nọc, rút một con bài, lật ngửa sướng rằng, chi chi. Quan lớn vỗ tay xuống sập kêu to, đây rồi, thế chứ lại. Rồi ngài vội vàng xòe bài, miệng vừa cười vừa nói, ồ, thông tôm chi chi này, điếu, mày. Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng vơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết.